Xin kính chào quý vị khán giả, quý vị đang theo dõi chương trình Chào tuần mới được phát sóng vào mỗi ngày thứ hai hàng tuần trên các kênh sóng của VTV5. Hôm nay ngày 19 tháng 8 là một ngày rất đặc biệt, kỷ niệm cách mạng tháng 8 thành công và đây cũng là ngày nhân đạo thế giới. Trong tiết trời giao mùa từ hạ sang thu, Chào tuần mới ngày hôm nay sẽ có chủ đề Khúc giao mùa yêu thương, là một dịp để chúng ta tôn vinh những giá trị cốt lõi của nhân đạo, của lòng nhân ái và sự sẻ chia. Nhưng trước hết xin mời quý vị khán giả cùng đến với một tiểu mục rất quen thuộc là Điểm mạng tuần qua. Những ngày gần đây, người dân ở nhiều địa phương trên cả nước đang hưởng ứng trào lưu biến nóc nhà thành lá cờ Tổ quốc, thể hiện tình yêu nước và lòng tự hào dân tộc, chào mừng ngày Quốc khánh mùng 2 tháng 9. Nhiều gia đình tận dụng luôn mái tôn màu đỏ sẵn có, dùng thước dây đo và vẽ hình ngôi sao, rồi sơn màu vàng kín hình ngôi sao, hoàn thành lá quốc kỳ. Không ít người còn thực hiện bức vẽ lên mái ngói, mái lợp xi măng, thậm chí là cửa cuốn. Điều cư dân mạng luôn nhắc nhở nhau là phải chú ý giữ an toàn khi leo lên mái nhà, chỉ nên thực hiện trong những ngày thời tiết nắng đẹp. Những bức ảnh chụp từ trên cao xuống cho thấy những mái nhà được nhuộm đỏ và hình ảnh ngôi sao vàng năm cánh nổi bật, sáng chói, khơi dậy niềm xúc động, tự hào của người xem, khiến trào lưu này ngày càng lan rộng trên không gian số. Ủy ban Nhân dân thành phố Hà Nội vừa có quyết định công nhận Đền Voi Phục ở quận Ba Đình là điểm du lịch di tích quốc gia đặc biệt Đền Voi Phục. Đền Voi Phục được lập từ thời vua Lý Thái Tông 1028-1054 ở góc phía tây nam thành Thăng Long cũ. Trong lịch sử, Đền Voi Phục như một chấn thiêng ở phía tây của thành Thăng Long. Ngày nay, Đền Voi Phục đang được thành phố Hà Nội tôn tạo là điểm sáng trong tinh thần bảo tồn bản sắc văn hóa dân tộc. Du lịch của Hà Nội đang tăng trưởng rất mạnh trong thời gian gần đây, thu hút đông đảo du khách trong nước và du khách quốc tế. Tuần qua tại Hà Nội đã diễn ra lễ công bố giải bóng chuyền nữ quốc tế VTV Fairly Cup 2024. Theo đó, giải có sự góp mặt của 8 đội, gồm chủ nhà Việt Nam và các câu lạc bộ đến từ Trung Quốc, Nhật Bản, Kazakhstan, Hàn Quốc, Philippines, Nga và Đài Bắc Trung Hoa. VTV Cup năm nay diễn ra từ ngày 24 đến 31 tháng 8 tại Ninh Bình với tổng giá trị tiền thưởng gần 32.000 đô la Mỹ. Toàn bộ 24 trận đấu của giải sẽ được tường thuật trực tiếp trên kênh VTV2, VTV5, VTV Cần Thơ và ứng dụng VTV Go. Trận chung kết giải bóng đá U21 quốc gia là cuộc đối đầu giữa U21 Hoàng Anh Gia Lai và U21 PVF. Tính chất quan trọng của trận đấu này buộc cả hai đội phải chơi toán tính. Vì thế, sau cả hai hiệp chính, tỷ số vẫn là không đều. Kết quả cuối cùng phải định đoạt bằng loạt luân lưu. Ở đó, các cầu thủ U21 Hoàng Anh Gia Lai tỏ ra bản lĩnh hơn và giành chiến thắng 4-2, qua đó đăng quang giải U21 quốc gia 2024. Sau khi Manchester United công bố hai thương vụ chuyển nhượng là Matthijs de Ligt và Nusse Mastraoui từ Bayern Munich, trong tuần qua, sau khi hoàn tất thủ tục kiểm tra y tế, de Ligt đã ký hợp đồng 5 năm kèm điều khoản gia hạn sang năm thứ 6 với sân Old Trafford. Trong khi đó, Mastraoui ký hợp đồng 4 năm kèm điều khoản gia hạn sang năm thứ 5. Giữa những ngọn đồi miền Trung Bosnia, Halim Zukić đã biến giấc mơ bấy lâu nay thành hiện thực, tái tạo lại bức tranh đêm đầy sao nổi tiếng của danh họa Van Gogh thành một công viên thiên nhiên. 6 năm trước, lấy cảm hứng từ những vệt bánh xe máy kéo hình xoắn ốc, Zukić đã nhảy ý tưởng làm công viên theo chủ đề đêm đầy sao. Công viên gồm 130.000 bụi hoa oải hương và các loại thảo mộc tạo thành những vòng tròn và xoắn ốc đầy màu sắc trên diện tích 10 hectare. Được vẽ năm 1889, bản gốc tác phẩm đêm đầy sao của Van Gogh hiện đang được lưu giữ tại Bảo tàng Nghệ thuật Hiện đại New York. Những nghệ nhân cắm hoa Colombia được gọi là Siestero mang những giỏ hoa rực rỡ trên lưng để tham dự lễ diễu hành Siestero năm 2024 vào Chủ nhật tại Medellin. Mặc dù trời đổ mưa nhưng không một người tham dự nào rời khỏi chỗ của mình đến khi mây tan để mở đường cho các nghệ nhân và những tác phẩm cắm hoa tuyệt đẹp của họ. Những tác phẩm cắm hoa trên những khung gỗ lớn có thể nặng hơn 100 kg. Cuộc diễu hành có lịch sử từ năm 1957 và là điểm nhấn trong văn hóa Colombia với sự tham dự của hơn 500 nghệ nhân từ khắp khu vực Medellin. Là di sản UNESCO duy nhất ở Sofia, nhà thờ Boyana nổi tiếng với những bích họa thời Trung cổ tuyệt đẹp thể hiện văn hóa Bulgaria. Mỗi lượt tham quan kéo dài 10 phút, chỉ cho phép 8 đến 10 người nhằm đảm bảo công tác bảo tồn các bức bích họa và tranh tường có niên đại từ thế kỷ 13. Theo các nhà sử học nghệ thuật,
Các bức bích họa có ý nghĩa như tiền đề mở ra thời kỳ phục hưng châu Âu trong nghệ thuật thời Trung Cổ của Bulgaria. Năm 1979, UNESCO đã đưa nhà thờ vào danh sách di sản văn hóa thế giới. Sau quá trình trùng tu toàn diện kéo dài gần 5 thập kỷ, nhà thờ mở cửa vào năm 2006 như một chi nhánh của Bảo tàng Lịch sử Quốc gia. Pin nhưng lại trông giống như thạch có thể được cấy vào cơ thể người để điều trị một số bệnh. Những miếng pin thạch có thể là chìa khóa cung cấp năng lượng điện cho cơ thể và hoạt động liên tục như một liệu pháp kích thích não sâu cho bệnh nhân Parkinson. Ngoài tính năng co giãn, hydrogen có khả năng bị nén lại mà không mất đi hình dạng ban đầu và tự lành khi bị hư hỏng, khiến chúng trở thành vật liệu lý tưởng để cấy vào bên trong cơ thể. Nếu được đưa vào ứng dụng, công trình nghiên cứu của các nhà khoa học Anh này sẽ được xem là bước đột phá của ngành y. Hàng trăm bệnh nhân mắc chứng bệnh tan máu bẩm sinh tại Anh có thể sớm được hưởng lợi từ liệu pháp chỉnh sửa gen đầu tiên trên thế giới. Liệu pháp này sử dụng công nghệ CRISPR giúp chỉnh sửa các gen bị lỗi trong tế bào gốc của bệnh nhân. Các gen chỉnh sửa cho phép các tế bào hồng cầu vận chuyển oxy đi khắp cơ thể. Liệu pháp mới này có thể giúp bệnh nhân không còn phải phụ thuộc vào việc truyền máu thường xuyên và nâng cao chất lượng cuộc sống của họ. Vừa qua, ứng dụng do người Việt phát triển có tên DreamChaser đã được Apple vinh danh trong chiến dịch Những người ôm giấc mơ, nhằm giới thiệu các nhà sáng tạo, các nhà phát triển và nghệ sĩ xuất sắc. DreamChaser, chạy trốn phồn hoa là game thuộc thể loại chạy bất tận do Phạm Duy Phúc và Trần Tuấn Hiệp phát triển. Trò chơi lấy bối cảnh lịch sử, được thiết kế theo phong cách pixel rực rỡ sắc màu. Game kể câu chuyện thoát khỏi áp lực của cuộc sống đô thị để trở về nơi yên bình. Người chơi có thể khám phá triều đại Nguyễn, các sinh vật thần thoại, trang phục truyền thống và những thú cưng được tạo hình dễ thương. Bây giờ là những câu chuyện mới từ lối đi mới. Sau hơn 2 năm ấp ủ, anh Trần Duy Thành sống ở Nam Sách, Hải Dương đã có thể hoàn thành một chiếc xe chữa cháy mini. Chiếc xe tuy nhỏ thôi nhưng lại có đầy đủ những trang thiết bị hỗ trợ để có thể chữa cháy, cứu nạn, cứu hộ và tiếp cận kịp thời địa bàn xảy ra cháy nổ. Chúng ta hãy cùng xem chiếc xe này còn có những điều gì đặc biệt nữa nhé. Sau hơn 2 năm ấp ủ, anh Trần Duy Thành hiện đang sống tại Nam Sách, Hải Dương đã hoàn thành xe chữa cháy mini. Chiếc xe tuy nhỏ nhưng có đủ thiết bị hỗ trợ chữa cháy, cứu nạn, cứu hộ như dụng cụ phá rỡ, thang dây, thang rút, kim cộng lực. Với ưu điểm nhỏ gọn, cơ động nhanh, xe chữa cháy này có thể tiếp cận kịp thời địa bàn xảy ra cháy nổ. Muốn làm cái chiếc xe này để cho nó hỗ trợ nhanh nhất khi có hỏa hoạn của các khu dân cư quanh chúng tôi sống. Một chiếc xe cứu hỏa chuyên dụng thường có chiều dài từ 6 đến 9 mét, chiều rộng và chiều cao từ 2 đến 3 mét, với sức chứa từ 5.000 đến 6.000 khối nước, thậm chí là còn lớn hơn, tùy theo từng mẫu xe. Tuy nhiên, nhược điểm của những chiếc xe cứu hỏa này là khó tiếp cận các đám cháy ở các con hẻm nhỏ, ngõ sâu, đường di chuyển hạn chế. Xe thì nó rất nhỏ gọn, nó chiều rộng khoảng tầm có hơn 1 mét thôi, chỉ có thể đi vào các ngõ nhỏ, rất nhỏ. Cơ động nhanh. Và từ lúc khi triển khai tới khi vòi nước xịt ra ấy, thì chỉ mất khoảng tầm có 2-30 giây thôi. Cái lý tưởng của anh em chúng tôi là khi có một cái phương tiện vừa nhỏ để làm sao cả mặt đường chính và cái đường ngõ hỏi để làm sao hỗ trợ cho những hộ dân trong đó người ta gặp cái khó khăn. Khi không có xe phương tiện được vào được thì chúng tôi sẽ vào tiếp tế và ủng hộ luôn. Thử nghiệm tại hiện trường, chiếc xe đã dập tắt đám cháy nhanh chóng, xe chứa được 300 lít nước, vòi phun có thể đẩy nước xa 30 mét và độ cao gần 10 mét, tương đương với tầng 2 của một ngôi nhà. Trong thời gian tới thì chúng tôi cũng sẽ tiếp tục là vận động và tuyên truyền và nhân rộng cái mô hình này tới tất cả các cái tổ liên gia và tất cả các khu dân cư ở trên địa bàn. Chiếc xe do anh Thành sáng chế có kinh phí lắp ráp khoảng 20 triệu đồng. Số tiền này do các hộ dân ở khu dân cư tự nguyện đóng góp. Hy vọng với sản phẩm này, cùng ý thức phòng cháy chữa cháy và sự sẵn sàng phản ứng nhanh của tổ liên gia sẽ góp phần hạn chế thiệt hại nếu chẳng may xảy ra đám cháy. Có một vùng đất nhiễm phèn, vốn khá là kén cây trồng cũng như khó canh tác. Tuy nhiên, sự kết hợp giữa điều kiện thổ nhưỡng và loại cây vẫn được gọi là lắm gai nhiều mắt đã mở ra một hướng đi đầy tiềm năng cho những người dân địa phương tại tỉnh Hậu Giang. Sau những phép thử chuyển đổi cây trồng, cây khóm vẫn là lựa chọn khả thi nhất cho vùng đất vàng rực màu phèn. Nhờ rải dụ và áp dụng kỹ thuật mới, người trồng khóm giờ có thể bán trái quanh năm. Khoảng 2 tháng thì sắn khóm một lần.
Ngay cả khi khó khăn nhất, loại trái gai gốc này vẫn không phụ lòng người. Đây nó cũng có hiệu quả tại đất này mới lên, mới cuốc không. Hãy có giá được vài năm nữa thì dân đây nó đỡ lắm. Đang thu hoạch vụ này, ông Khanh đã lo cây giống cho vụ sau. Ruộng khóm nhà ông đã ăn được 2 năm, cần phá bỏ để trồng mới. Cứ vậy những ruộng khóm ở đây nối tiếp nhau làm nên những mùa vui. Ở đây thì chắc cây phến này sống chắc bền vững hơn. Bị cây khóm nó cũng chịu độ phèn chua. Cũng nhờ cây khóm mà cuộc sống có thể tốt hơn hàng ngày. Vợ chồng ông Hoàng đã cùng nhau vun đắp nguồn thu nhập ổn định từ 30 công đất phèn suốt mấy chục năm nay. Giờ tuổi đã cao, ông bà vẫn vui, vẫn miệt mài với khóm. Thì ở đây tới chú rồi tới là chết luôn, cũng cây khóm không đó. Rồi năm nay cũng tháo cả mã sau năm 96 rồi, chú năm nay 62 rồi đó. Từ đó trồng khóm không, không có mặn gì đó. Có một lớp học đàn piano không phải dành cho các em nhỏ mà lại là một điểm hẹn quen thuộc của những người cao tuổi yêu âm nhạc. Những âm thanh của phím đàn piano vang lên đã giúp cho tuổi xế chiều của các ông các bà trở nên thật ý nghĩa và nhiều màu sắc. Chú voi con ở bản đôn, chú cừu nhỏ, đàn gà con chim di, đường và chân. Khoan khoan đừng vì những bản nhạc này mà nhầm đây là lớp học thiếu nhi. Ở đây chỉ có ông bà thiếu nhi mà thôi. Điều khiển cái chân thì cái não mình bắt đầu nó làm việc. Hai lớp học bắt đầu từ khoảng 2015 đến nay và đều đặn lớp học một tuần 2 buổi, sáng thứ ba và sáng thứ sáu. Ban đầu thì có một cái bác ở gần đây, có con cháu đưa đi học, bác cũng tâm sự là bác hồi trẻ cũng đi theo văn công kia rất là thích âm nhạc. Nhưng mà bây giờ lớn tuổi thì bây giờ đưa con đưa cháu đi học thôi chứ mình chẳng còn dám mơ nữa. Thì mình nói với bác là mời bác qua lớp học thử và mình hướng dẫn cho bác tầm khoảng 5-10 phút là bác có thể chơi một bản nhạc nhỏ. Đó là cái bác học viên đầu tiên của lớp. Một buổi học sẽ kéo dài 2 tiếng đồng hồ, sẽ học đàn, các cô chú lên trả bài, rồi thì sẽ học hát. Giáo trình thì phải soạn lại đơn giản, dễ dàng và bình dân, cụ thể hơn để cho các cô chú có thể dễ dàng học. Nếu mà dùng những cái từ bác học hoặc là từ chuyên môn thì các cô chú sẽ khó hiểu, khó nhớ và sẽ rất là mau quên. Đối với những người lớn tuổi như tụi tôi là học trước quên sau. Thì ở lớp học của mình thì mình và các thầy cô khác cũng sẽ hướng dẫn lại, không vấn đề gì cả. Chỉ cần các cô chú đến lớp là tụi mình rất là vui rồi. Một ngày một luôn. Tại vì khi học chưa hướng dẫn chung thì cô chú mà học không kịp bạn thì sẽ tự ti rồi ngại không học nữa thì nó cũng không có cái kết quả được. Đối với mình thì cái lớp học này cho mình và những bạn giáo viên trẻ nhiều hơn những gì mình cho đi. Vì các cô chú cho mình cái lý tưởng để sống, cái tấm gương học tập không ngừng nghỉ và cái sự kiên trì bền bỉ không ngừng. Mặc dù mắt kém, tay run nhưng mà họ vẫn vượt lên cái khó khăn, vượt lên chính mình để họ làm được điều họ mong muốn. Từ bỏ một công việc ổn định và phải đối mặt từ sự phản đối của gia đình, chàng trai trẻ Nguyễn Ngọc Pháp vẫn quyết tâm theo đuổi con đường bóng đá nghệ thuật chuyên nghiệp với ước mơ có thể đại diện cho Việt Nam thi đấu ở trên trường quốc tế. Đối với mình, bóng đá nghệ thuật không phải là niềm vui nhất thời, mà đó là niềm đam mê. Mong muốn lớn nhất của mình đó là mang bộ môn này về Việt Nam và phát triển nó ở đây. Mình thì đã đam mê thể thao từ rất là nhỏ rồi. Mình không biết tại sao mình thích bóng đá, nhưng mà hồi 4-5 tuổi thôi là mình đã bắt đầu thích đá bóng với cả các bạn bè quanh khu phố, đá trong cái ngõ của mình rất là bé thôi. Từ bé thì mình cũng nhìn thấy bố mình tâng bóng. Chả hiểu sao hồi đấy mình cũng đã thấy rất thích tâng bóng, nên mình mới bảo bố dạy cho con đi. Đối với mình thì người thầy đầu tiên của mình lại chính là bố mình. Rất tình cờ là hồi mình học lớp 11, mình có xem được một cái clip của một cầu thủ trên TV. Mình có xem được dòng chữ là Nguyễn Hoài Nam thì... Tại vì hồi trước là mình nghĩ là cả cái bộ môn này chỉ có những người nước ngoài thôi.
thì người ta hoặc cầu thủ chuyên nghiệp thì họ mới có thể làm được. Nhưng mà khi mà biết được anh Nam cũng là người Việt Nam thì mình tự tin và mình cũng khẳng định là mình là người Việt Nam, mình cũng thể làm được. Và bắt đầu mình mới tập luyện theo. Từ bỏ một công việc ổn định và sự phản đối của gia đình, chàng trai trẻ Nguyễn Ngọc Phát quyết tâm theo đuổi con đường bóng đá nghệ thuật chuyên nghiệp, mặc dù trước mắt anh là rất nhiều khó khăn đang chờ đợi. Thời gian đầu thì thực sự là các giải đấu của bọn mình cũng chưa có. Mãi đến tận năm 2008 thì bọn mình mới có giải đấu đầu tiên, nhưng mà giải đấu cũng rất là nhỏ thôi và chủ yếu là cộng đồng, anh em trong cộng đồng thi đấu với nhau. Hồi đấy chỉ có khoảng 12, 13 người thi giải đấu toàn Hà Nội. Thì đấy là một giải đấu rất là nhỏ nhưng mà cũng là một cái gì đấy rất là vui với anh em và một cái kỷ niệm không thể nào quên được. Nhưng mà từ những sự khó khăn đấy mà bọn mình đã vượt qua được. Khi đấy thì bọn mình có một cái forum là bóng đá nghệ thuật.com do chính anh Nam lập nên để mọi người có thể cùng nhau trao đổi. Thì cuối cùng bọn mình cũng đã có thể tổ chức được giải đấu, đó là bóng đá nghệ thuật Việt Nam năm 2015. Đó là giải đấu đầu tiên mà nhóm mình đứng ra tổ chức. Và kể từ đó đến giờ thì bọn mình đã tiếp tục tạo sân chơi cho các anh em của bóng đá nghệ thuật Việt Nam trong cộng đồng. Và đó cũng là một niềm tự hào của mình cũng như là cả nhóm. Không chỉ gói gọn ở Việt Nam, Phát đã cùng đồng đội bước chân ra thế giới để học hỏi và tiếp cận với các nước có nền bóng đá nghệ thuật phát triển. Trong suốt thời gian thi đấu thì mình cũng đã may mắn khi mà đã 3 lần giành được top 3 châu Á và một lần lọt vào xếp hạng top 10 thế giới. Thì qua đấy thì mình cũng thấy là những cái nỗ lực của mình bỏ ra trong mười mấy năm đã được đền đáp một phần nào đó. Nhưng mà một trong những cái quan trọng hơn nữa là cái tự hào dân tộc của mình. Khi mà đi thi đấu nước ngoài thì mình luôn luôn mang theo lá cờ Việt Nam và mình luôn luôn tự hào mình là người Việt Nam. Như đã giới thiệu ở phần đầu của chương trình, hôm nay chính là ngày nhân đạo thế giới. Ngày này thu hút rất nhiều sự quan tâm của mọi người về các vấn đề nhân đạo trên toàn thế giới. Ngoài ra, nó cũng là dịp để tôn vinh tầm quan trọng của những người làm công tác nhân đạo trong cộng đồng. Và tiểu mục Ai gõ cửa hôm nay, hãy cùng chúng tôi gặp gỡ một vị khách mời rất đặc biệt, một người đã cống hiến một phần đời của mình cho những công tác nhân đạo vì cộng đồng. Thời tiết sau mùa khiến tâm hồn mỗi người như cảm thấy bâng khuâng, xao xuyến lạ thường. Đây cũng là dịp để chúng ta gần nhau hơn, thể hiện lòng yêu thương và sự sẻ chia trong cộng đồng. Với Ngày Nhân đạo Thế giới 19 tháng 8, Chào Tuần Mới sẽ mang đến các bạn chủ đề Khúc Giao Mùa Yêu Thương, nơi chúng ta tôn vinh những con người âm thầm hoạt động trong lĩnh vực nhân đạo, với trái tim rộng mở và tinh thần cống hiến không mệt mỏi. Họ là những người bình thường, nhưng có những hành động phi thường để giúp đỡ biết bao người trên trái đất này có được cuộc sống tốt đẹp hơn. Cùng chia sẻ về chủ đề Khúc Giao Mùa Yêu Thương, chúng ta sẽ cùng trò chuyện với ông Lê Đình Duật, một cựu chiến binh 81 tuổi đến từ Hà Nội. Với trái tim đầy nhiệt huyết và tấm lòng nhân ái, ông Duật đã cống hiến miệt mài cho hoạt động hiến máu và vận động thành công hơn 1.400 người tham gia hiến máu trong suốt 25 năm qua. Vâng, thưa quý vị khán giả, rất hân hạnh được chào đón trong trường quay của Chào Tuần Mới ngày hôm nay bác Lê Đình Duật. Xin chào và xin cảm ơn bác Lê Đình Duật, bác đã dành thời gian cho chương trình Chào Tuần Mới ạ. Vâng, xin chào MC Thiền Linh, xin chào khán giả của đài truyền hình VTV5. Vâng, thưa bác Lê Đình Duật, bác có thể chia sẻ cho các khán giả truyền hình được biết vì sao mà bác quyết định tham gia vào việc hiến máu cứu người cũng như là vận động những người xung quanh mình để hiến máu cứu người ạ? Là một cán bộ, là một đảng viên, là một người lính, nguyên là cán bộ chỉ huy của bộ đội tên lửa phòng không anh hùng. Tôi đã được tham gia chiến đấu suốt cả cuộc chiến tranh chống phá hoại của đế quốc Mỹ ở miền Bắc. Thì tôi chứng kiến rất nhiều đồng chí đồng đội của mình bị thương và đồng bào của mình ở những khu trọng điểm bị địch đánh phá cũng bị thương và hy sinh từ trần do không có máu truyền. Trong đó có một lần là vào tháng 6 năm 1966, chúng tôi đang chiến đấu ở khu 4 thì tôi gặp một cái trạm cứu thương, họ mới chuyển về đấy. Sau khi thấy chúng tôi là bộ đội thì các đồng chí y bác sĩ ở trong trạm chạy ra, đặc biệt đồng chí trạm trưởng ra với bảo là hiện bây giờ là bệnh nhân thương binh đang rất nặng, rất nhiều mà không có máu truyền. Các đồng chí là trẻ khỏe, đề nghị các đồng chí vào giúp cho trạm có máu để cứu. Tôi một số anh em là cũng phân vân, bây giờ không biết là mình ấy này cho máu có được không. Thế sau khi vào thì tôi động viên anh em cứ vào thì tất nhiên vào. Vào sau khi kiểm tra thủ tục toàn bộ thì là có 4 đồng chí và cả tôi này là nhóm mẫu O. Thì bắt đầu là cho máu, vâng, để cứu. Cho máu lúc ấy là không phải hiến máu như bây giờ. Cho máu là ta lấy máu từ mình ra thì sau truyền cho thương binh.
Thế bây giờ như thế nào trên cơ sở được bốn anh em? Sau khi đầu tiên thì chúng tôi cũng nghĩ là mình chưa biết, mà cũng là lần đầu tiên mình tham gia cho máu. Lúc ấy làm gì có phong trào hiến máu. Thế cho máu, sau khi mà cho máu xong chúng thấy cũng là bình thường. Thế mà cuối cùng là cũng ổn. Thế thì tất cả khác thì các đồng chí là cũng mừng. Sau khi cho máu xong thì các đồng chí ở bệnh, ở trạm y tế cho giao cho chúng tôi mỗi người một cân đường, một hộp sữa để bồi dưỡng. Chúng tôi bảo không, cái này chúng tôi bình thường, cái này sữa và đường dành cho thương binh, cho tôi không nhận. Thế sau khi chào ra về thì anh em tạo tiếc. Thế bây giờ tất cả cái đó là cái kỷ niệm sâu sắc nhất trong đời tôi, là mình được cho máu cứu đồng đội. Năm 91 thì coi như là tôi được nghỉ hưu. Thế về với địa phương thì được lãnh đạo phường người ta tín nhiệm, rồi nhân dân người ta tín nhiệm. Tôi đã tham gia công tác đảng, công tác chính quyền, công tác các tổ chức, đoàn thể đúng 26 năm. Coi như nếu tính ra một được lần nghỉ hưu nữa, 26 năm. Tôi có tham gia làm 10 năm phó chủ tịch hội chữ thập đỏ của phường. Thế thì tham gia làm công tác này ấy, thì phong trào hiến máu tình nguyện của ta là có năm 1994. Nhưng mà năm 99 thì nó về đến quận Thanh Xuân và đến chúng tôi. Và lúc đó thì mỗi một năm một quận thì chỉ tổ chức hiến máu có một lần thôi. Cả phường này vận động chỉ có mỗi 5 người tham gia hiến máu. Lúc ấy khó lắm, không, nhân dân người ta không hiểu, mà thấy hiến máu nhân đạo là người ta sợ, sợ là bị nhiễm bệnh, bị ốm đau, bị mọi cái. Nhưng mà với bản thân thì tôi nghĩ là bây giờ mình thì trước hết là cán bộ đã, mình đã làm rồi, mình phải tham gia hiến máu trước. Vâng, thế bác còn nhớ rõ là cái lần đầu tiên bác hiến máu nhân đạo đấy, vào khi mà bác đã nghỉ hưu là vào năm bao nhiêu, và cái cảm xúc lúc đấy của bác như thế nào không ạ? Tháng 6 năm 99 là cái buổi đầu tiên mà quận Thanh Xuân tổ chức hiến máu, thì tôi là người tổ chức đến hiến máu đầu tiên. Vì tôi là phụ trách cả cái số chữ thập đỏ đến nữa. Nhưng mà sau khi đến đấy rồi thì bác sĩ ra lại bảo, vâng, bác không hiến máu được, bây giờ bác bị huyết áp thấp, cho nên bác không hiến máu được. Thế mình cũng chưa biết thấp cao thế nào không biết. Nhưng bây giờ là, như vậy là tự tôi đã thấy mình hơi giật mình. Bởi vì thế này, mình muốn lấy cái bài học thực tế của mình là người hiến máu. Trước đây mình cho máu khác, đến bây giờ là hiến máu, làm cái gương cho người khác, nhưng cái đó không thực hiện được. Thế thì bây giờ trên cơ sở như vậy thì tôi mới thấy rằng là bây giờ mình thua cái này bày câu khác thôi. Mình không trực tiếp hiến máu được, nhưng mình lại phải vận động nhiều người khác cùng tham gia hiến máu để có nhiều máu để cứu chữa cho người bệnh. Thì chính từ đó cho nên tôi bắt đầu phải suy nghĩ là về những năm đầu tiên vận động của cả phường, năm thứ nhất được có 5 người hiến máu, năm thứ hai chỉ được có 9 người tham gia hiến máu. Vì đi đến đâu vận động hiến máu người ta cũng từ chối. Có người ta nói tôi này, tôi sẵn sàng ủng hộ ông 10 triệu, 15 triệu, nhưng mà máu thì không cho, máu thì không cho. Mình phải có cách. Bây giờ trước hết phải vận động gia đình nhà mình trước. Mình không làm được, phải vận động gia đình nhà mình trước. Cho nên về tôi vận động vợ con và tất cả khác. May được cái là cả nhà đều là ủng hộ, đều là nhiệt tình và cũng đồng ý tham gia. Đến năm 2010 là lúc ấy mới được có 13 đơn vị máu thôi mà tham gia. Nguyên ở gia đình là có 3 người tham gia, nhưng còn lại với lại vận động thêm là được 13 đơn vị máu. Lúc ấy là nổi tiếng lắm rồi, khó lắm. Bởi vì một phường người ta cũng vận động được 13, nguyên gia đình nhà tôi đã được 13 đơn vị máu đóng góp. Có cái gương nhà mình rồi, con cháu nhà mình tham gia hiến máu, thì tất cả các em, các cháu ở quê Thanh Hóa ra ngoài này học tập công tác mà biết là tôi vận động cùng tham gia hiến máu. Vì đến đây nó thấy có các anh, các chị, các cô đã hiến máu tốt, đều tham gia hiến máu. Do vậy cho nên cái lực lượng của gia đình nhà mình, trước hết là nội bộ gia đình, rồi con cháu trong nhà mình nữa, thì có được cái số lượng máu đông, thì coi như làm gương cho mọi người noi theo. Các con, các cháu vận động thêm bạn bè, cùng học tập, cùng công tác, tham gia. Thế thành thử ra số lượng càng ngày càng đông. Sau này ấy, là dần dần công tác vận động, tuyên truyền vận động và tổ chức hiến máu của gia đình thuận lợi hơn nhiều. Đặc biệt là những năm Covid-19 là năm khó khăn nhất, máu cần nhiều. Cái năm đó thì có phải là cái thời điểm Covid, có phải là cái kỷ niệm đáng nhớ nhất trong cái quá trình mà bác vận động tham gia hiến máu không ạ? Đây là cái kỷ niệm sâu sắc nhất. Năm 21 là cái năm sâu sắc nhất mà nghĩ vất vả, bởi vì cái này lúc ấy là những người đi trên đường
ngay các cháu đi hiến máu cũng thế, anh không có giấy thông hành của xã, của địa phương không được đi, có cháu bị phạt mà, có cháu bị phạt mấy trăm, mình có khả năng, mình có điều kiện thì tuyên truyền vận động để mọi người tham gia hiến máu, có được máu cứu sống cho mọi người là tốt. Cho nên là tính đến nay là gia đình nhà tôi đã vận động được 1.415 lượt người tham gia hiến máu và đã được 1.307 đơn vị máu, tức là tương đương với lại 457 lít máu, và số đơn vị máu để cứu được 3.921 bệnh nhân. Vâng, trong số những cái đơn vị máu đã hiến này và những bệnh nhân được cứu chữa ấy, thì bác có một câu chuyện cảm động nào về những con người đấy không ạ? Nói chung là những đơn vị máu mà gia đình chúng tôi đóng góp, nhiều người hỏi bảo bác ơi, thế bây giờ có ai người ta đến cảm ơn bác không? Bảo người cảm ơn thì có nhiều, nhưng mà thực chẳng có ai người ta đến cảm ơn tôi cả. Bởi vì tôi nói với các đồng chí lãnh đạo, với các chuyên môn là không được cho ai biết máu đấy là máu của gia đình tôi. Người ta thấy được cái đó, người ta cảm ơn mình trách nhiệm mình lại càng tốt, càng phải có trách nhiệm hơn đối với xã hội. Còn hơi thở cuối cùng, còn có điều kiện, còn có sức khỏe, còn có sự minh mẫn, thì tôi sẽ là trụ cột với gia đình, sẽ tiếp tục làm công tác này để có được nhiều đơn vị máu tốt hơn, cứu chữa được nhiều người bệnh hơn. Vẫn có những bạn trẻ cũng muốn tham gia hiến máu nhưng có lẽ là vẫn còn những cái điều e ngại. Với bác, một người đã có hơn 20 năm gắn bó với công việc này, bác sẽ có lời truyền lửa nào đến các bạn không ạ? Vâng. Ai ơi, máu quý hơn vàng, nhưng đừng vì thế bàng quang với đời. Hãy bớt một phần máu tươi ở trái tim đỏ để cứu người hiểm nguy. Nếu cứu được hãy cứu đi, ân tình đời sẽ trả khi bạn cần. Rất hay vâng ạ. Chắc chắn là sau những cái câu vừa rồi của bác thì có lẽ sẽ có nhiều bạn trẻ sẽ suy nghĩ và họ sẽ nghĩ là ồ, tại sao một giọt máu trao đi một cuộc đời ở lại cơ mà. Cho nên là mình hãy thử đi. Nếu mà có đủ điều kiện, đủ sức khỏe thì hãy hiến máu và sẽ cứu chữa được cho rất nhiều người. Cảm ơn bác rất nhiều đã đưa lời đến với trường quay của Chào Tuần Mới ngày hôm nay. Vâng, xin cảm ơn. Và bây giờ xin mời quý vị khán giả cùng tiếp tục chương trình ngày hôm nay với tiểu mục Sống Khỏe với những lợi ích của môn bóng đá dành cho trẻ em. Bóng đá không chỉ là môn thể thao để giải trí, mà còn là môn thể thao lý tưởng để phát triển toàn diện cho trẻ. Khi chơi bóng đá, toàn bộ hệ cơ trong cơ thể đều vận động liên tục. Những bài tập bóng đá sẽ giúp trẻ nâng cao được sức bền, sự dẻo dai, linh hoạt, kiểm soát cân nặng và cải thiện sức khỏe hiệu quả. Bóng đá là một môn thể thao phổ biến và được nhiều người yêu thích, nên rất đông các bạn trẻ cảm thấy hào hứng khi đến với bộ môn này. Bóng đá được 4 năm rồi ạ. Con thấy bóng đá là bộ môn giúp con khỏe hơn và năng động hơn ạ. Với cả là có thể giao lưu với những bạn bè ạ. Rất nhiều phụ huynh cho trẻ con chơi bóng đá ngay từ khi còn nhỏ vì những lợi ích mà môn thể thao này mang lại. Theo các chuyên gia, bắt đầu từ 2 đến 3 tuổi, các bé đã có thể chơi và cảm nhận được niềm vui và sự hứng thú với môn thể thao phát triển toàn diện này. Là một môn thể thao phù hợp với mọi lứa tuổi, tuy nhiên sẽ có những lưu ý riêng về những bài tập cho từng lứa tuổi. Bóng đá trẻ em thì sẽ đi sâu vào các kỹ thuật cơ bản như là đỡ bóng, sút bóng và chuyền bóng. Ngoài ra thì bóng đá trẻ em tập trung phát triển về thể lực và thể chất cho các bạn. Còn đối với người lớn thì sẽ đi sâu hơn vào các kỹ chiến thuật để thi đấu. Ngoài tăng cường sức khỏe thể chất, bóng đá còn rèn luyện cho trẻ các kỹ năng xã hội, xây dựng được thói quen tốt, kỹ năng sống và tinh thần đồng đội một cách tự nhiên nhất. Đây cũng là lý do để bóng đá trở thành môn thể thao vua và được rất nhiều người yêu thích. Hãy giúp cho những thành viên nhỏ trong gia đình của mình có một nền tảng sức khỏe thật tốt từ những gợi ý của Chào Tuần Mới nhé. Xin chúc cho quý vị khán giả sẽ có một tuần làm việc mới tràn ngập những năng lượng và những niềm vui. Xin chào và hẹn gặp lại trong những chương trình tiếp theo.